Chào các bạn, ván cờ tấn công thần tốc cùng với sát pháp rất gọn gàng và sắc sảo giữa ngoại tinh Lai Khách Vương Thứ Nhất và Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh, giải đồng đội Trung Quốc năm 2017. Ở trong cuộc này, Vương là người cầm đỏ đã ra quân bằng phi tường. Đối phó việc này, Tôn sĩ giao pháo ngay. Vương tiếp tục lại phát triển cánh trái trước. Tôn binh ba tiến một kiềm chế tức khắc. Vương lộ diện được xe. Sau khi Tôn nhảy mã lên, anh lập tức lấy pháo để tạt biên tam bổ hổ. Đường chủ lực này đã được khai thông. Tôn lựa chọn mã 8 tiến 7 hàng ngũ chỉnh tề phản cung mã. Sau khi Vương binh ba tiến một kiềm chế, Tôn cũng làm y hệt, tức là lấy pháo này tạt biên chuẩn bị có thể đưa xe đường 8 mà lộ diện. Sau khi Vương mã phải phát triển, Tôn bình xe cho pháo 2, pháo dâng lên hai nước nhờ mã tạm thời trấn giữ là thứ nhất, thứ hai chuẩn bị ủi binh 7 lên thông đổi và đưa sức ngựa này ra trận. Tôn tới đây quyết định tiến xe cửa hà. Sau khi Vương binh 7 tiến một, Tôn để nguyên vậy, tưởng 3 tiến 5. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, khi mà sớm ra tay tất sẽ là cơ hội để Vương có thể ổn định sớm về đội hình. Pháo và sức dục 7 tiền cả đôi đường công lẫn thủ. Còn tới đây thì Vương bổ sĩ và Tôn đưa xe 1 bệnh 3. Sau khi Vương gá xếp vào đường sườn, quân lực đã được khai thông hết thảy. Tôn Dũng Trinh binh 7 tiến 1, tứ binh tương kiến, 4 chốt gặp nhau ở cửa hà, không thể nào tránh khỏi một trận chiến ác liệt. Vương ra tay trước binh 3 tiến 1, Tôn lấy xe này diệt, rồi tiếp tục ủi binh 7 qua hà. Nước cờ này cũng đồng nghĩa việc Vương chấp nhận phế mã đường 3, nhưng suy xét một cách kỹ càng, đây cũng chỉ là màn bỏ trước rồi đoạt sau. Không như vậy, nếu như Tôn ra tay, thế quân từ từ sẽ rơi vào cảnh bất lợi. Việc binh 7 tiến 1 là không thể nào chậm chế được. Thứ nhất là Tôn không thể nào tìm được cách để có thể níu lại quân ngựa 3, quay về biên chẳng hạn, pháo chỉ cần bệnh sang kê đuổi. Đây là một nước cờ rất cao cường, xe phải lánh vào biên ải, rồi tiếp tục xe 8 tiến thẳng lên. Không những là mã mà thậm chí rằng cả xe này cũng rơi vào trận đồ rất bất lợi. Việc lấy lại quân của Vương lại dễ như trở bàn tay. Và đây cũng là một thế quân hoàn toàn áp đảo. Cho nên thành thử, ở trước sẽ là ổn thỏa hơn rất nhiều. Tôn quyết định bỏ lại mã 3 mà quay xe về, giả sử cũng bị Vương pháo 3 binh 7. Việc tiếp tục là dùng pháo này chém thẳng về mã, binh 7 hoàn toàn có cơ hội để lập công. Thế trước mà Tôn cũng không làm được gì. Bởi vậy, ngay tại đây, Tôn quyết định lấy xe này tiêu diệt về chốt, đưa về một cuộc cờ ổn định vững chắc trước, nhân tiện bắt vào mã 7. Vương nhảy mã ngay cửa hà. Nếu lựa chọn xe 3 bình 4, không thể nào tránh khỏi việc mã còn lại phi lên tiếp tục đánh đuổi, cho nên cũng chỉ là hoài công vô ích. Tôn lựa chọn bổ sĩ lên và chờ đợi. Vương gá pháo trục 3. Sau khi Tôn tiếp tục lấy xe 3 bình 7, thì Vương tiến xe còn lại của hà. Hồng đe ra một nước cờ rõ ràng, xe 8 bình 7 ém luôn cả mã lẫn xe. Lựa chọn của Tôn nhảy mã lên nhân tiền truy đuổi. Một trong hai, xe này hoặc là mã tuần hà. Vương tới đây đã thủ sẵn, chỉ cần lấy xe bình vào để ngăn cản. Tôn cũng tiến xe qua hà đối công ác liệt. Vương tiến xe lên bịt lấy ao tường. Và Tôn tới đây đã quyết định nhảy mã đường 8 ngay. Vương cũng thúc ngựa để bay qua hà. Một thế quân rất phức tạp giữa đội hình xe pháo mã đang đan xen một cách dày đặc, không thể nào tránh khỏi một cuộc huyết chiến tương tàn. Âm mưu trước mắt của Vương là dùng mã này đe thẳng vào trung tường. Để ngăn cản thì Tôn đã quay mã về và Vương lấy xe này tiêu diệt. Tôn cũng ra tay nhanh như cắt, xe 7 tiến 1 ủi vào pháo 3. Sau khi Vương dùng tường để khử thì Tôn đã thủ sẵn, chỉ cần giật mã này quay về. Màn tiêu đổi thành công giữa xe lẫn pháo khiến cho tới đây bàn cờ đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Và về phần của Tôn cũng làm được một điều, thế công ác liệt vừa rồi của Vương đã không còn. Nhưng đổi lại, Vương ra tay nhanh như cắt, xe 6 bình 5 tiêu diệt vào chốt, bắt mã sườn. Tôn biết là nguy hiểm, nhưng để nguyên vậy, dùng xe ủi chết tường. Nếu lựa chọn xe này chém mã, cũng chỉ còn đơn giản lấy xe quay về hai nước, bắt lại cả một trong hai. Cho nên Vương nhanh chân đưa pháo này tháo chạy, và Tôn đành phải dùng ngựa quay về thoát thân. Vương lấy xe 5 bình 8 để chờ. Nếu như lúc này để cho Vương cầm pháo thành công thì Tôn mới là người lắng lo hơn cả, cho nên anh đã lựa chọn chấp nhận quay xe về phòng thủ và Vương dùng binh 5 tiến 1. Tôn tới đây đã quyết định mở binh biên hòng thoát thân trước và Vương dùng xe để thối 1 hòng chờ đợi. Sau khi Tôn dùng mã 8 tiến 7, Vương đưa chốt để qua hà, thế công hiện ra rõ nét hơn cả. Lựa chọn của Tôn lấy pháo để tạt biên tìm cách để ngăn cản, có lẽ rằng nước cờ tiếp tục đưa xe này ra trận. Vương lấy pháo để tạt sang đường còn lại, rồi Tôn tiến xe thẳng ba nước truy đuổi. Vương rời pháo về, Tôn lại tiếp tục pháo bệnh trục 3, chuẩn bị cho đòn ve sầu thoát xác, tức là lấy xe 3 này di chuyển rồi cầm pháo để sát cơ ngay. Cho nên giải quyết trước, Vương đã bung sĩ lên phòng thủ.
Tôn dùng binh biên tiến thêm một nước, nhưng Vương không phải là chấp nhận việc đổi này mà anh thừa cơ đưa pháo đóng trả vào trung lộ. Thế công bất ngờ khiến cho Tôn lúc này gần như không kịp trở tay, anh lại tiếp tục tiến thêm một nước chốt đầy khó hiểu. Và Vương bệnh chốt sang. Cả một cánh phải Tôn chính thức đã bị hở sườn, sĩ và tưởng đều bị vô hiệu hết thảy. Lúc này dùng xe cầm chiếu, pháo của Tôn chỉ cần quay về, đây là cơ sở. Mà anh lại tiếp tục điều thêm một nước chốt, Vương dùng chốt để tiến một bắt xe ngay. Tôn tiến xe lên, Vương lại rời pháo một. Sau khi Tôn lấy tướng để xuất cung, Vương nhảy mã đi vào trung lộ. Tôn tiến pháo thẳng hai nước, hòng kiềm chế cả mã lẫn xe. Nhưng đơn giản, Vương bay ngược qua hà truy đuổi, xe này phải chạy, rồi binh 6 tiến một. Dùng một đòn lưỡng bất để đe dọa vào pháo đường 3, không thể nào để cho chốt này sống sót, tức là đại ý dùng pháo quay về hai trường, thêm chức năng phòng thủ. Việc của Vương chỉ cần nhảy mã chiếu ngay, pháo tiến một, xe cắm lên thành sát, bởi vậy tướng phải vào cũng không thể nào qua khỏi. Xe 8 tiến thẳng 4 trường. Bởi vậy ngay tại đây Tôn đành phải lấy sĩ này tiêu diệt và Vương tung một đòn quyết định, xe 8 tiến thẳng 2 nước. Tôn đành phải quy hàng. Hoàn toàn dễ hiểu khi mà tới đây chẳng những là mất pháo 3 mà sớt cục tiếp theo Tôn cũng chẳng biết làm cách nào. Pháo 3 chạy thì xe chém sĩ sớt cục. Còn nếu như dùng pháo này tiêu diệt vào mã mời đổi cũng không ổn. Mã xe nhảy, tướng tiến 1, rồi xe tiến lập công